hướng em hay lắng nghe. La la la. Rong thì thực tế cũng giống các bác kia thôi, nhưng mà điều kiện thế mày. Vâng, chào bác. Bán rong thì vỡ bố là chậu rồi. Bán rong thì họ nhỏ lẻ hơn, chỉ trên cái xe này vài cây thôi, không làm ăn lớn. Ôi giời. Cây thiên nhiên cái sơn liễu, cái này hôm trước nó bảo bao nhiêu tiền rồi quay nhiều. Cây này chắc của Hiếu hay sao, khủng long bạo chúa. Mình chưa thấy cây nào để mình đỗ lại để mình quay cho nó đẹp khung hình chút. Đấy, chắc đây có một đôi cây rồi. Đây là cây của chú dâu hay sao? Xì khai thác. Đoán vậy, không dám khẳng định, nhưng mà chất liệu thì xì núi mà các bác, xì núi. Thân cốt thì rất quái, nhưng mà thân bệ thì chưa chắc. Chả biết của ai. Đây nhà các bác nhìn thân bệ rất ghê gớm, nhưng mà các bác không thấy chân đâu. Nó là xì khai thác nó vậy, và nó cũng chùn. Trực này cũng già đấy. Già cũng quá già luôn. Rồi. Mặt bên này hơi kém thôi. Đó là cây tự nhiên. Chả biết của ai. Đâu, ông Nhạn có cái gì đây? Bác Thanh Hải nó cũng nên nó về. Cháu nó gọi đâu? Dạ, đây gọi nó về, vào đây uống rượu. Mặt giờ. Thử gọi xem. Mày gọi nó một tí. Ôi, cháu có uống rượu đâu gọi được. Thử gọi xem nào. Thôi, tất cả rồi. Xôi nào đây? Hôm đang ở chợ đây, có về uống rượu thì về. Cái gì đây kia? Ui dồi. Chè. Ui, lâu lắm mới lại gặp. Xe. 300. Cái này bao tiền đấy? 30.000. Kinh có cái củ tre này ghê nhỉ. Toàn dễ chứ. Múc cái bác. Hiếu làm gì đấy? Cái này thì bao nhiêu vậy ạ? 1 triệu. Mua được cây hoa. Cây tre để lại. Đang nảy lục trước. Con này toàn cái đẹp này. Cái này ở dưới nó có cái gì mà sống khỏe nhỉ? Cái này là đánh nó mới vàng cái này chứ. Nhưng mà nó thì ăn không, nó có cái vỏ.
nguội. Tôm nguội này bao nhiêu? 3 triệu. Đấy, cái tôm nguội. Lâu lắm mới thấy người ở bên chợ. À. Cảm ơn nhá, cảm ơn chị nhá. Đấy bà, toàn đồ lạ đấy. Đấy, chơi tốt. Cái này thì mày gọi là mày đánh cho mày thổi ra đi còn cái bụng này. Đấy, nụ cười đẹp. Ông nhạn à, cây của ông nhạn à? Bao tiền cây dâm bụt này đấy? Nhạn ơi, bao tiền cái này đấy? Cây bụt đó. À. Dưới nó là hoa màu gì không biết. Đỏ. Hoa to, hoa dâm ta này. Alo. Sumitomo á? Vâng. Vâng, nhưng mà gọi bác kia bảo là lúc nào đến được thì bác gọi lại. Chưa qua được. Vâng, vâng. Thì em muốn xem ở trong nó như nào rồi xem cái phương án mà. Gọi cho cái đầu mối bác gì bác Hùng ấy. Thì bác ấy bảo là khi nào sang được thì anh ấy gọi. Đấy. Đây nhá. Ok anh. Trong hôm nay xem ông có gọi lại không? Nóng quá. Sao có tắc kè này? Hả? Tắc kè. Ngâm rượu được. Ngâm thì họ chứng biết nặng. Đem thế giới ngâm thành rượu. Cái đồ chát chát này ngâm được. Con này ngâm vào để chứng biết nặng. Bao tiền nhé? Cái này là cho vào ngâm rượu. 4 triệu đấy. 4 triệu. Làm để xịn F1. Đấy. Nó nặng đẹp. Có thể chỉ chờ 5 tháng dài đi thôi. Đấy. Đầu gáo đấy. Mẹ lo phen quả này ác ấy nhỉ. Cái dâm bụt này cũng đẹp. Nhìn cũng quen. Ác luôn. Trước ông nào ở trên kia ông ấy. Ông ấy có trên mạng lũ bằng. Đúng rồi, đúng rồi. Còn đẹp. Cái này ông bán được đẹp. À, ông Nhạn mua rồi. Mua. Nhạn mua cái này rồi. Cái này 65 hoặc 700 rồi. Có cái dâm bụt đẹp này Hảo này. Đấy, bà này bà ấy khoái cái tre rồi. Đường mấy hôm nay xinh hết. Chào nghệ nhân. Hôm qua có ai gọi nghệ nhân không? Có ông hỏi số ở trên mạng mà anh lại không đi làm rồi. Cường lúc kia có ra gặp Hương Baby không? Rồi. Kia, không có video này hay đấy, đẹp sắc đấy. À, này cây đẹp, có cây tre đẹp ra xếp được. Hương Baby. Chết thật, đằng này hương này. Tuyền bắt nhiều cây đẹp đấy. Không, 1-2 cây rồi. Đây, hôm trước quay nhưng mà chả biết bao giá bao nhiêu. Đấy, còn thấy hỏi đâu. Đấy, hôm anh đang thắc mắc cái gì đây này. Đây bao nhiêu anh? 2,5 triệu cho lên đường. 2,5 triệu.
qua có ông nào ông làm xóm siêu búp ông ấy. Ông hỏi số ở trên kia có gửi rồi mà chưa chắc ông mua. Đó. Ở cháu để cho cô cái hồng ngọc mai. Cây này là ông Hải ông ấy lấy đây này, giờ ông ấy đòi cao. Cô hiểu không? Giao lưu thành công à? Ông Hải ông lấy cây này. Ôi, cây tre, cục tre vàng đẹp quá, trên đường. Mấy bà bán thì đâu, chịu tiền là mai nó chợ tôi làm. Con này chở giỏi nhỉ. Lấy cây này thì là cây này của cháu này, còn cây này của ông Hải. Tao chỉ cần cái tiền nếu mà giảm mày là chịu nó. Chịu nó giảm mày. Chịu cháu được lo thì hay là chịu Hương được lo. Không, chịu mày cho mày về mày đóng học cho con mày cái Hương mà nó chạy tao giả sau. Vâng, đúng đấy. Cái Hương nó dễ hơn thì nó giả sau. Hương còn lên hoàng mà giảm lấy được tiền. Không còn đấy đâu, không còn nhiều tiền đâu. Thì đây cây này là cháu bán cho anh Hải. Đâu rồi, Cường Lucky đâu rồi nhỉ? Anh Hải, anh ấy lấy cái Cường Lucky rồi. Còn cái này này là chưa bán. Thì không lấy cái này gì? Mai lên hoàng hoa thám xem nào, giao dịch thành công quá xem. Cây tre là lên đường quá rồi. Bán cho người ta cái này rồi, giờ cô bảo lấy cả hai cây. Ơ, mấy bảo nó chưa bán. Ai bảo thế, cháu đọc lá thôi. Đẹp. Đây, gọi anh Hải cho trong cô nói chuyện nhé. Cái này có cái tượng bà cháu nói đi không? Gia Cát đẹp nhỉ. Đó thì cái tượng đâu. Cô ra sớm thì của cô. Cô đấy. Nào, đừng đi, con đi làm lâu lắm rồi nhỉ. Rồi anh Hải ấy. Anh Hải ngoài Hà Nội ấy. Còn đây có bạn cô gọi gì? Thì bảo xem anh ấy giờ để lại cho cô bao nhiêu. Ông ấy vừa ở đây này đúng không? Vừa loanh quanh đây mà. Đấy, lọ đấy là lọ rượu thôi. Thế nào? Hả? Ok các bác, thế là có cuộc giao dịch với người đẹp ở đây rồi. Lại các bác ở video mới tiếp theo nhé.